Hello, Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hiện tại hai vợ chồng Nhung đang trên đường đi đến một nơi để gặp một người rất là quan trọng và người này cũng được rất là nhiều bà con yêu mến. Nếu cô bác anh chị nào quan tâm thì vui lòng theo dõi hết video này để biết được cái cuộc gặp gỡ diễn ra như thế nào, ra làm sao và trong trường hợp nào và người quan trọng đó là ai nha. Hiện tại hai vợ chồng Nhung đang có mặt ở trước chùa Quan Âm. Đi chung phía trước với anh xã Nhung là anh bà con bên chồng của Nhung. Hôm qua có dịp anh ghé nhà Nhung để thăm hai chồng Nhung đó, tại vì anh ở xuyên bang đến. Nghe nói hôm nay có thầy Thích Pháp Hòa về chùa Quan Âm để thuyết pháp cho bà con khu vực Memphis và Southaven nè. Thì anh chồng Nhung cũng muốn ở lại đây để đến chùa để gặp thầy và cũng được hữu duyên nghe thầy thuyết pháp. Chùa đã thông báo lịch ngày giờ hôm nay thầy Thích Pháp Hòa về đây từ rất lâu rồi, nên bà con khu vực này ai cũng biết hết, nhất là những cô bác anh chị làm neo á, là hôm nay ai cũng tranh thủ làm riết riết để về để có cơ hội được gặp thầy. Tại vì thầy Thích Pháp Hòa là nhiều khi cô bác anh chị mình rất là thần tượng và ai cũng yêu mến thầy hết và ai cũng ngưỡng mộ thầy, nên là nghe nói thầy về là hầu như những mà có điều kiện thì ai cũng muốn về đây để được gặp thầy, để được nghe thầy giảng thuyết pháp này kia đó. Bản thân Nhung cũng vậy, cũng rất là háo hức, và hai chồng Nhung thì ngày hôm nay cũng tranh thủ về đi làm về là chạy lên là đi luôn đó cô bác anh chị, chưa kịp ăn uống gì trơn á. Giờ vô trong chùa thắp hương chứ. A Di Đà Phật sư cô. Dạ. À, vô đây chắc chơi phải kiếm gì ăn á, đau bụng rồi. Ủa sao tao thua vậy ấy? Bị cúp điện hay? Cúp điện. À, ý đó thừa con rồi. Cúp điện rồi. Hôm nay bị cúp điện rồi cô bác anh chị. Ờ, thắp hương đi, thắp hương sao đây đi. Dạ. Phía trước đây là chánh điện của chùa Quan Âm, nơi sẽ diễn ra buổi thuyết pháp của thầy Thượng Tọa Thích Pháp Hòa ở đây. Giờ này thì mới có 7 giờ rưỡi thôi, nhưng bà con tập hợp ở đây khá là đông luôn nè. Nhung đã nhìn thấy trên bàn của thầy Thượng Tọa Thích Pháp Hòa được sư cô trang trí chăm chút những cái cánh hoa rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Theo giờ dự kiến thì đúng 8 giờ thầy Thích Pháp Hòa sẽ thuyết pháp, nhưng hiện tại Nhung thấy cúp điện rồi và một số anh chị tổ chức chương trình buổi lễ ngày hôm nay á. Thấy mấy anh cũng chạy tới chạy lui khẩn trương để chuẩn bị đèn điện, máy phát điện, đèn chiếu sáng rồi microphone này kia để cho buổi lễ diễn ra ngày hôm nay không có bị gián đoạn đó. Tự nhiên hôm nay bị cúp điện. Hôm nay là biết thầy Pháp Hòa đến đây mà tự nhiên cúp điện. Xong cái vô đây á là kêu bánh mì ăn cho lẹ lẹ. Ủa có bánh mì hả? Cánh mì kìa cô, cái bên kìa con mua mà chưa kịp ăn nữa. Tranh thủ ngồi ăn đi. Rồi mời cô bác anh chị mình ăn nha, thưởng thức. Đây là bún măng. Đúng 8 giờ là thầy đến, nhưng bây giờ là 7 rưỡi rồi. Với lại cũng đang cúp điện nên là cả nhà tranh thủ đi ăn cái, tại vì Nhung làm nguyên ngày nay đó bụng quá chừng luôn rồi. Rồi mời cô bác anh chị mình thưởng thức nha. Quá chừng là bốc khói ngon ghê chưa đó. Rồi mời cô bác anh chị mình thưởng thức nha, ăn lẹ lẹ còn đi ra ngoài không kịp giờ. Bà con ăn cũng khá là đông nè. Giờ này ai cũng tranh thủ ăn, với lại mấy người làm neo á. Mấy người làm neo là giờ này bắt đầu đang ra, một số người là chưa ra tới nữa. Hôm nay là Nhung tranh thủ về sớm á, chứ tại vì tuần này là lễ á, nên là ai cũng bận á. Đang cúp điện mà có mấy anh bưng đèn tới á, nhìn tưởng giống như có điện lại mừng. À, ở chùa có bán nước mía nè cô bác anh chị.
Và đây là người bí ẩn mà ở đầu video Nhung đã chia sẻ với cô bác anh chị ha, đó là Thượng Tọa Thầy Thích Pháp Hòa. Ra ngoài này dạ, rất là diễm phúc luôn, rất là vinh hạnh luôn. Dạ này. Dạ, anh đây là chụp cái sáng đẹp nè. Thôi khỏi đâu. Dạ. Dạ, không cần nghĩ khỏi đâu. Sao vậy? Bắt lên chơi với Phật tử gì được. Không được đâu thầy, không được đâu. Thầy tiền làm cháy ý trời. Dạ, lên kế hoạch hết rồi thầy ơi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ở ngoài, trong ngoài chụp mấy sáng mới đẹp. Đây nè, đi ra cửa trước rồi thầy. Cô bác anh chị mình có nhìn thấy cái sự thân thiện của thầy chưa? Phật tử nào đi ngang gặp thầy chắp tay xá thầy là thầy cũng xá lại. Và thầy cũng đều nắm tay dễ thương quá chừng luôn. Phải nói dùng một từ là rất là dễ thương luôn cô bác anh chị. Những cô bác anh chị nào đã từng theo dõi video của thầy về những câu hỏi vấn đáp hài hước thì ở bên ngoài thầy cũng nói chuyện vui vẻ và hài hước như thế đó đó cô bác anh chị. Đó là lý do tại sao thầy được rất là nhiều sự yêu mến, yêu thương và sự kính mến của tất cả các Phật tử, bà con, cô bác trên mọi miền đất nước nha. Đó cô bác anh chị thấy một lần nữa thầy luôn chắp tay xá từng người, từng người, từng Phật tử chắp tay xá thầy đều xá lại. Thầy luôn thể hiện sự gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người và luôn cúi đầu chào tất cả mọi người, thể hiện cái lòng thành của một người tu chính pháp. Đó là lý do tại sao được rất nhiều bà con trên thế giới yêu mến và thậm chí ngưỡng mộ thần tượng thầy. Phải nói một điều là hai vợ chồng Nhung rất là may mắn khi đủ duyên đủ phước ngày hôm nay được gặp thầy ở chùa Quan Âm này và hữu duyên đứng cạnh bên thầy để có một số câu hỏi nhờ thầy giải thích và nhờ thầy thuyết pháp cho Nhung về cái chuyện cá nhân riêng của hai chồng Nhung, giống như là cái chuyện mà cúng kiến cho con của Nhung như thế nào cho đủ và như thế nào cho đúng đó. Thì được thầy giải thích và thầy nói rất là chi tiết, rất là rõ luôn. Và Nhung cũng xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cái nội dung thì Nhung xin phép được không đăng lên video này, tại vì đó là chuyện cá nhân á. Mong cô bác anh chị mình thông cảm. Quá thượng tọa giảng sư Thích Pháp Hòa cùng đến khu viện Quan Âm để chia sẻ thượng pháp với chúng ta ngày hôm nay. Các vị cho một tràng pháo tay. Xin chào thầy, con nghĩ có tòa hôm nay cho đến
ngoài đường quý vị nếu không có ngại cho đi ngồi thì quý vị có thể vào cho đi ngồi thay vì ngồi đứng. Thay vì ngay từ đầu gặp nhau tại tu viện Quán Âm thuộc thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ khỏe. Quý vị ăn cơm hết chưa? Dạ rồi. Thì tối gì ăn? Ăn bánh mì. Còn bây giờ phải ngồi đây chịu trận. Kính thưa đại chúng, Cốc là lần cuối cùng đến thành phố Memphis ngay tu viện Quan Âm này trong cái bài giảng năm 2010 nhân dịp và Phật học. Và sau lần đó thì Cốc là không có cơ hội để trở về lại đây sau 14 năm. Hôm nay là 14 năm sau mới lại gặp nhau. Thì mình sẽ ca cái bài 14 năm tình cũ. Nay thì chỉ có 10 năm. Nhưng mà con và cũng rất là vui vì khi đến lại tu viện Quan Âm thì nó có một cái đại sự xảy ra. Đó là chùa bị cúp điện. Thì bây giờ quý vị thấy là sở dĩ tối hôm nay chúng ta có được cái điện để mà chúng ta dùng cái loa âm thanh như thế này, đó là nhờ cái máy phát điện. Chứ thật sự là điện chùa không có. Và đại Pháp Hòa có nói với thầy trụ trì thôi, nếu mà không có điện thì mình cứ lên nhìn nhau và thiền là được rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta cũng có được cái do sư phụ mình cạo tóc mình cạo chặt chùa úp lên. Ông già nó thấy cái đầu kỳ quá, không phải ai hớt cái đầu, nên thầy ở trên chùa hớt, thôi còn cạo luôn nha ba. Ông nói chứ để chi, coi nó kỳ quá, cạo đầu. Nhưng mà ông đâu có biết đó là do cạo đầu, thậm chí đâu có tu hành gì đâu. Nhưng mình lợi dụng ba mình nghĩ, gia đình mình nghĩ mình cạo đầu cho nên đi tu, cho nên trốn đi chùa tu. Cho nên cái ngày mình đi xuất gia, mình đi thọ giới sa di mình đâu có dám nói. Thì cuối cùng sau khi xong hết rồi, nhờ một bác Phật tử dẫn về nhà và thưa với ba mẹ rằng cháu nó đã thích con đường tu quá, thôi cô chú quan hỷ cho cháu tu. Tại vì lúc đó cha mẹ mình biết mình trước sau cũng đi tu, nhưng mà kệ, ráng giữ được ngày nào giữ. Nhưng mà lúc đó cái ý mình cũng đi tu quá chừng luôn. 15 tuổi thì nhất định 15 tuổi phải đi tu. Đáng lý mà mình muốn đi tu vào 8 tuổi rồi. Nhưng mà rồi bị cản trở, bị trì kẻ kéo cho đến khi 15 tuổi. Cho nên lúc 15 tuổi thì nhất định hỏi cho ai. Chúng ta cho người đó một cái niềm tin vững chắc rằng người đó có khả năng làm. Từ hôm mà dịch bệnh tới giờ, các thầy ở chùa, các thầy đệ tử và có quà khuyến khích các thầy lên hướng dẫn chương trình cho người Mỹ bắt đầu ra pháp thoại mỗi cuối tuần vân vân, để cho các thầy có biết lắm. Có đôi lúc mình cảm thấy tuyệt vọng, có đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi chán chường, mình cũng bỏ cuộc, có không? Từ một cái cõi khám phá có niềm tin rất đảm bảo, có cái thiền quán, cho nên chúng ta vực dậy để tiếp tục cái con đường của mình. Cho nên cái niềm hy vọng rất là lớn. Hy vọng không phải là mình hy vọng biến nó nhau đi cho vui, thì phải ráng giữ được cái đoạn đường mình đi cho vui. Ví dụ đi chơi với nhau 5 ngày mà mới có 3 ngày là bắt đầu có chuyện đó, thì cũng ráng hướng dẫn hài hòa làm sao để cho cái cuộc đi nó trọn vẹn 5 ngày, đừng có để nửa đường và gãy gánh, thì nó rất là tự đi. Và rốt cuộc chúng ta thành một cái tập khí, một cái nghiệp là chúng ta không thưởng, không cố gắng nỗ lực làm tất cả những điều gì cho nó trọn vẹn, và chúng ta chỉ nửa đường chúng ta bỏ cuộc. Và chúng ta rất dễ bỏ cuộc bởi những cái phiền não mà nó bom chen vào nửa con đường của mình. Quý vị đang đi một con đường, thấy phía trước đang sửa đường, lót cái chỗ đó, không vì vậy mà đường. Tại sao? Vì cái nhân họ sống mỗi ngày trong kiếp người của họ, cái nhân họ sống là họ luôn luôn hủy bỏ những cái điều đang đối chừng.
ví dụ đang mâm cơm, đang ngồi ăn nữa, nói qua nói lại dần thức hất mâm cơm xuống đất. Khi mâm cơm mình đang còn trên bàn thì ăn được, hất mâm cơm xuống đất thì chỉ có hốt bỏ thì sẽ ăn gì nữa giờ đó. Chính vì những cái nghiệp đó, một ví dụ điện thoại đang cầm thì dần thức đặt cái điện thoại về, TV đang có vậy. Ngày mai này cuối tuần chúng ta bắt đầu có cái buổi lễ Phật đản, ngày Mother's Day, và đồng thời cũng là cái mùa lễ Phật đản. Chúng ta hãy gửi tin nhắn cho nhau chúc mừng Phật đản, mừng ngày lễ của mẹ, để chúng ta nhắc nhở nhau chúng ta đang có hai cái hạnh phúc trong cuộc đời hiện hữu của con người, đó là có một người mẹ, và hạnh phúc của một người hiện hữu trong cuộc đời này đó là gặp một người thầy tỉnh thức giác ngộ như Đức Phật. Đó là cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Mong đại chúng nhớ gửi những tin nhắn đó cho nhau chúc mừng Phật đản và ngày lễ của mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nghe chúng biết anh thầy trước khi chấm dứt quý Phật tử. Vậy thầy xin hát một bài để cúng dường thầy chú. Đâu là bài hát? Mấy bạn nhỏ nghe hát. Đây là một góc nhìn từ bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong chánh điện. Nhung thấy có khá là nhiều bà con đến trễ, thì cũng có một số người có ghế ngồi, một số người cũng đứng. Và lúc nãy khi mà ngồi trong chánh điện, Nhung nhìn ra hai bên cửa sổ á, thì Nhung thấy bà con đứng ở bên ngoài cũng khá là đông luôn. Một số cô bác anh chị làm neo ra trễ á, đến trễ, mặc dù trễ nhưng mà vẫn muốn đến để được gặp thầy, được có thể là chụp hình với thầy để làm kỷ niệm này kia. Nên là thật sự mà nói với cô bác anh chị là thầy thực pháp hòa được rất rất là nhiều bà con trên mọi miền đất nước ngưỡng mộ thầy. Và nếu mà có cơ hội thì ai cũng muốn mong để đến để được gặp thầy bằng xương bằng thịt. Thầy mới vừa thuyết giảng xong, bây giờ dành thời gian để cho cô bác anh chị nào mà muốn chụp hình với thầy làm kỷ niệm á, thì xếp hàng vào chụp. Lúc nãy thì Nhung cũng có chụp rồi đó, nên bây giờ thôi để dành thời gian cho người khác, mấy người đến sau người ta chụp, chứ nãy thì mình cũng có chụp rồi. Lúc nãy Nhung đến sớm đấy, đến đây chỉ mới có 6 giờ hơn à. Được, được. Lúc nãy Nhung đi chỉ có 6 giờ hơn thôi, còn sớm, nên là tranh thủ chụp hình này kia với thầy xong xuôi hết rồi. Giờ mấy hai chồng Nhung với anh chồng Nhung thì đang chuẩn bị ra xe về. Thì nói chung là được có duyên hôm nay gặp được thầy, được về đây để mà cùng ngồi để nghe thầy giảng. Đó là một cái niềm vinh hạnh và niềm hạnh phúc rất là lớn, không chỉ riêng Nhung mà cho tất cả cô bác anh chị ở đây luôn. Tại vì có nhiều người cả đời mong muốn được gặp thầy nhưng mà cũng không có cơ hội để gặp. Nhưng mà hai chồng Nhung thì được cái dịp mai và rất là may mắn được gặp thầy ngày hôm nay. Ở bên ngoài khuôn viên chùa có điện lên rồi, cái ở chùa mở đèn rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Lúc nãy cúp điện tới thui à. Sau một hồi thầy giảng khoảng 15-20 phút gì đó, cái tự nhiên có điện lại. Đây là khuôn viên bên ngoài bãi đậu xe nè, cô bác anh chị thấy đèn điện sáng lên rồi xe đậu cũng khá là nhiều ha. Nói chung hôm nay là Phật tử hầu như đậu xe ở ngoài đường là nhiều, hai bên kia là nhiều, chứ trong sân này tại vì chùa không có mở cái cổng này đó, nên là cũng ít người đậu, và người ta cũng muốn để cái khoảng trống này cho Phật tử có ai đến đông đông, ví dụ mà không có vào bên trong được á, thì mình có thể mình đứng bên ngoài như thế này để mình nghe thầy thuyết pháp cũng được. Nhưng mà tại vì ngày mai á là thầy đi một cái chùa khác cũng ở gần đây nữa, nên là bà con nghĩ là nếu mà hôm nay không có cơ hội gặp thầy thì ngày mai cũng có thể gặp được. Nhưng mà nhà Nhung thì từ nhà Nhung đến đây thì gần hơn là đi qua cái chùa kia. Chứ lại cái thời gian này, cái giờ này thì Nhung sẽ dễ đi hơn khi mình làm neo ra xong mình đi á. Còn ngày mai thì qua chùa kia thì chùa kia là tổ chức buổi sáng, nên là buổi sáng là cái giờ đó là giờ làm neo, mà ngày mai là lễ nữa, nên là không thể đi được. Một số bà con làm hãng thì ngày mai có thể đi được ha. Giờ thì mấy anh em Nhung sẽ đi về thôi. Tại vì cũng lên sớm mà cũng nghe thầy thuyết pháp, cũng giảng này kia xong xuôi. Cái ý nguyện Nhung gặp thầy ngày hôm nay để đặt một số câu hỏi và có cơ hội để được nắm tay thầy, được chụp hình Nhung với thầy thì đã thực hiện được rồi. Đó là một cái niềm vinh hạnh và quá hạnh phúc luôn. Hữu duyên lắm mới được gặp thầy đó cô bác anh chị. Mà nhiều người mong ước, mơ ước để được gặp thầy. Thậm chí những người mà sống bên Việt Nam có tiền á, muốn gặp thầy cũng không có được nữa. Nhìn từ xa lại hướng chánh điện á,
mở đèn lên đẹp quá chừng luôn. Bên ngoài cũng vậy, cũng mở nhiều đèn đẹp lắm. Thường thì ở chùa khi mà có tổ chức sự kiện hay lễ lộc gì đó thì sẽ có những người bảo vệ gọi là security đó cô bác anh chị, sẽ đứng ở bên ngoài để canh, để giữ xe này kia, để giữ cái sự an toàn cho bà con cô bác anh chị mình đến chùa để tham dự nghe pháp, nghe kinh hoặc là cúng giếng này kia đó, rất là an toàn luôn. Lúc nãy xe của anh xã Nhung cũng đậu phía bên ngoài này, giờ sẽ ra tìm xe thôi. Hình như ở đằng kia có cái kiểu tai nạn hay sao mà thấy đèn chớp chớp đằng kia kìa. Và anh chị thấy xe đậu dài cặp theo đường luôn nè. Đó, đậu dài cặp theo đường. Đối diện bên kia là giống như nhà chung cư á, nhà cho thuê, nhà apartment á. Nhà chung cư cho thuê thôi ha, cho thuê mình ở dài hạn cũng được. Đó, ở đây là xe đậu dọc dọc với mấy đường nè. Ở đây có security người ta đứng cũng kiểu giữ xe đó. Cái này không có đông đâu, hồi đợt trung thu mới giữ, trung thu không có chỗ đậu luôn. Trong đây là chợ cứng hết trơn. Tại vì ngày mai thầy thích phát quà còn về bên chùa kia nên người ta giống như bữa nay đi không được, mai đi bên kia. Xe ra kìa. Đi về thôi, đi tìm xe nè. Hồi lúc nãy đậu trời sáng còn thấy đường, giờ tối thì thầy phải đi tìm. Bấm cửa xe cái là xe sáng là biết xe của mình. Đây là cái cổng nhà chính đi vào chùa nè. Cái cổng mà thường ngày đi vào chùa là cổng phụ thôi, đây là cổng chính nè. Chính này thường là khi có sự kiện gì đại sự lớn lắm mới mở cổng này. Chứ bình thường ít cái mở cổng này lắm. Thôi bây giờ đi về thôi. Thường là mỗi lần có cái sự cố giống như tai nạn hay là nhà cháy này kia nọ thì thường ở Mỹ là hai chiếc xe đi song song với nhau, đó là xe chữa cháy với xe cấp cứu, xe cứu thương á. Lúc nào cũng ha, nếu mà mình gọi 911 á là bắt đầu nó sẽ cho xuống hai xe, một xe cứu. Ở Việt Nam nếu mà công an á thì gọi 113, còn ở cứu thương gọi 115. Dạ. Chạy sao mà có vỏ xe văng giữa đường bỏ đi luôn người ta? Có nổ nó bành ra đó, văng ra đó chứ. Nổ văng ra bỏ luôn vậy đó hả? Đến nhà rồi cô bác anh chị ơi. Lúc nãy ở chùa mua ổ bánh mì. Đói bụng quá mua ổ bánh mì định ăn, nhưng mà khi mà mua ổ bánh mì xong gặp thầy pháp hòa tới, lo mấy anh em lo chạy ra giống như kiểu gặp thầy chào thầy rồi chụp hình chung với thầy đó, nên là cuối cùng xách ổ bánh mì về. Lúc nãy thì có ăn một tô bún măng rồi, nên là cuối cùng ổ bánh mì này còn dư nên xách về, có gì mai Nhung sẽ nướng rồi ăn đi làm. Thôi thì đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây nha. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ. Nếu mà yêu mến Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung nha. Và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Giờ thì Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.